cầu thủ bóng đá Premier League bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm sau khi bị cáo buộc tấn công. Một cầu thủ bóng đá Premier League đã bị bắt ở London vì nghi ngờ hiếp dâm. Cầu thủ đã ngoài 20 tuổi nhưng không thể có tên vì lý do pháp lý. Anh ta đã bị giới hạn ở cấp độ quốc tế và đang bị giam giữ để đối mặt với các câu hỏi về một cuộc tấn công được cho là đã xảy ra vào tháng 6. Scotland Yard đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng cầu thủ này đã bị bắt giữ vào đầu giờ sáng thứ hai. Trong khi cảnh sát Metropolitan trong một tuyên bố với Mirror Football đã nói, vào ngày 4 tháng 7, một cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã được báo cho cảnh sát. Người ta báo cáo rằng vụ hiếp dâm bị cáo buộc đã xảy ra vào tháng 6 năm 2022. Câu lạc bộ của cầu thủ này biết rằng anh ta đang bị cảnh sát thẩm vấn. Tuy nhiên, họ từ chối bình luận. Cầu thủ bóng đá đã bị bắt tại một địa chỉ ở London và vẫn bị giam giữ vào đêm thứ hai. Tờ The Sun đưa tin, 6 đơn vị cảnh sát đã đến dinh thự trị giá hàng triệu bảng Anh của người chơi vào lúc 3 giờ sáng, trong khi anh ta đang ngủ. Một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã báo cáo vụ tấn công bị cáo buộc và cho cảnh sát xem các bức ảnh bầm tím cáo buộc ngôi sao đã cưỡng hiếp cô khi đi nghỉ ở Địa Trung Hải. Vào tối Chủ nhật, cô đã đến một đồn cảnh sát và tuyên bố đầy đủ để ủng hộ những tuyên bố của mình. Một người trong câu lạc bộ nói với họ các cáo buộc là nghiêm trọng nhất. Các ông chủ câu lạc bộ choáng váng về điều này. Cầu thủ này sẽ có một chuyến du đấu trước mùa giải. Anh ấy bây giờ sẽ không đi cùng bên. Luật pháp phải được phép quy định những gì xảy ra tiếp theo. Các đồng nghiệp của cầu thủ này hoàn toàn chết lặng về điều này. Đó là một đòn búa vào câu lạc bộ nhưng cảnh sát phải làm nhiệm vụ của họ. Yêu cầu đang tiếp tục, trong khi không thể xác định danh tính cầu thủ do những tuyên bố chống lại anh ta. Việc bắt giữ anh ta đã khiến anh ta không tham gia trong quá trình tập luyện trước mùa giải và các trận giao hữu sắp tới của đội anh ta bị nghi ngờ khi cảnh sát điều tra các cáo buộc nghiêm trọng. Mùa giải Premier League sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 và cầu thủ này cũng được cho là sẽ đại diện cho đất nước của mình tại World Cup ở Qatar vào mùa đông này.